Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp mình đi qua Tiến Đức. Tiến Đức là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, được thành lập năm 1977, có diện tích là 7,53 km vuông, với dân số năm 1999 tổng cộng là 8.160 người, với mật độ là 1.084 người trên km vuông. Xã có mã chính là 12646. Theo số liệu hiện nay thì xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có diện tích là 7,03 km vuông, với dân số là 8.298 người. Xã có 7 thôn: Thống Nhất, Tam Đường, Tây Nha, Dương Xá, Nhật Tảo, Phú Vật và Trung Thượng. Xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình nơi phát tích các vua nhà Trần tại thôn Tam Đường. Hiện có các làng thờ các vị vua đời đầu nhà Trần. Năm 2010 đã bắt đầu mở lại đền Trần tại nơi này.